Vị tổng tài này ôm mỹ nhân vào lòng, ghé vào tai cô nói thầm, nhẹ nhàng hỏi cô đang làm gì đó. Cô gái này làm giá đẩy anh ra, phá vỡ khung cảnh lãng mạn. Cô lạnh lùng nói với anh, cô đang nấu canh giải rượu. Nhìn thấy thái độ của cô đối với mình như vậy, anh tưởng rằng cô vì chuyện hôm qua mà tức giận anh. Đi về cùng với em đi. Em nghĩ bản thân mình là chủ của anh sao? Em đừng quên thân phận của mình. Em là người mà anh bỏ tiền ra mua về mà thôi. Cầm tiền rồi về nhà đi. Cái đồ keo kiệt, đưa mình chút tiền mà đuổi mình về. Tổng tài vốn tưởng rằng cô yêu anh bất chấp mọi thứ, nhưng không thể ngờ là cô rất là tỉnh táo. Đến với anh không phải là vì tình yêu mà là vì tiền mà thôi, chứ không hề quan tâm đến anh. Nhìn thấy cô không nói gì nữa, thế là anh lấy tấm thẻ ra ném cho cô. Tôi chỉ là một người thế thân mà thôi, có tư cách gì mà giận dỗi chứ? Tổng tài không thích cách nói chuyện của cô với mình như vậy, thế là dỗ dành cô, nói bản thân sẽ được lợi gì nếu như ở bên cạnh anh. Cô gái trong lòng thầm vui mừng, im lặng lắng nghe, mặt tỏ ra ngoan ngoãn. Thực tế tiền vẫn là thứ mà cô muốn. Nói đi nói lại, anh cũng chỉ thỏa mãn tôi về mặt vật chất mà thôi. Anh không thể nào cho em thật nhiều tình yêu, nhưng anh có thể lấy thật nhiều tiền ra để bù đắp. Vì anh, em chấp nhận chịu uất ức này. Sau cuộc nói chuyện, cô đến trung tâm mua sắm, chuẩn bị mua thật nhiều đồ mang về. Nhân viên đâu? Gói tất cả mấy bộ đồ này cho tôi. Còn ở đây nữa, tôi mua hết. Dạ vâng, cái váy tôi đặt tuần trước đã về hàng chưa? Dịch Tử Tô, đó là váy của tôi đặt trước rồi. Thật sao? Nhưng bây giờ nó là của tôi rồi. Dịch tiểu thư, cái váy này đích thị là Sở tiểu thư đã đặt hàng từ tuần trước. Theo lý thì ai đến trước là của người đấy. Cô ấy chỉ là một người thế thân, cũng xứng nói đạo lý đến trước đến sau, tranh giành đồ với tôi sao? Cô không xứng. Nhân viên, đến cắt mát cho tôi. Cái váy này tôi sẽ mặc đi luôn. Để tôi giúp cô. Người thế thân đúng là nên hiểu chuyện biết hầu hạ người khác như vậy. Cô làm cái gì vậy Sở Tranh? Tay có đau không? Để anh băng giúp em nhé. Tôi biết là anh vẫn còn chút tình nghĩa mà. Sao? Ghen rồi sao? Lại bị anh nhìn thấu rồi. Thực ra ngoài tiền ra, anh còn có thể cho em được nhiều thứ hơn nữa. Cho cái gì vậy? Cơ thể của anh. Thật ra thì anh cũng cho em nhiều thứ rồi. Em cũng không có thiếu cái gì đâu nên là... Nếu như Dịch Bạch Chỉ không quay trở về, anh sẽ mãi mãi đối xử thật tốt với em như bây giờ. Dạ. Dịch Bạch Chỉ, lần này cô trở về nước với mục đích là đóng phim mới sao? Kế hoạch trong tương lai của cô là gì? Lần này tôi trở về là để chuẩn bị kết hôn. Thật ngại quá, đó là chỗ của tôi. Cô là cô gái thế thân cho tôi sao? Sao chứ? Làm thế thân lâu quá rồi, đến nhân vật chính cũng không nhận ra nữa sao? Dịch Bạch Chỉ. Anh bất ngờ không? Em về với anh rồi đây. Sao em lại ở đây? Nghe nói cơ nghiệp đã thuộc về tay của anh rồi. Chúc mừng anh nhé. Chúng ta cùng nhau chúc mừng. Có cần chúng tôi chuẩn bị thêm chỗ ngồi không ạ? Không cần. Chỗ này vốn dĩ là nơi hẹn hò dành cho hai người thôi. Không có chỗ cho Tiểu Tam. Giang Trác. Đêm lãng mạn này anh muốn ở cùng ai đây? Em về nhà trước đi. Anh sẽ về với em sau. Tên Giang Trác này, anh ta đã lựa chọn người phụ nữ đó. Sao cậu lại không có chút gì gọi là tức giận vậy? Sao tôi phải tức giận chứ? Tôi là người đi làm thuê, việc phục tùng theo lời của chủ là chuyện đương nhiên mà. Hơn nữa ông chủ còn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn, thế nên mang đến đây cho bạn thân ăn này, tôi vui còn không kịp nữa là. Cũng đúng. Sở Tranh, cậu sao vậy? Sở Tranh, trong đồ ăn có lạc. Tên Giang Trác này đúng là quá đáng mà. Ở bên cạnh của cậu suốt 2 năm mà lại không biết cậu bị dị ứng với lạc. Sao lại mua đồ ăn có lạc ở trong cho cậu ăn chứ? Đúng là tức chết mà. Người ta chỉ nhớ đến mỹ nhân của người ta thôi, quan tâm gì đến một người thế thân chứ? Cậu đi đâu vậy? Công việc này tôi không làm nữa. Em định đi đâu vậy? Anh đối mỹ nhân của anh cũng vồ vập như vậy sao? Chúng ta chia tay đi. Em nói cái gì?
Nếu như Dịch Bạch Chỉ đã trở về rồi, anh cũng không cần vật thế thân như tôi nữa. Cô ấy về là em cảm thấy mình không còn được an toàn nữa sao? Sao anh tự tin về bản thân quá vậy? Yên tâm đi, cho dù cô ấy có trở về, thì em cũng không mất anh đâu. Không lẽ anh đang nghĩ, một tay ôm vợ, một tay nuôi tiểu tam thế thân như tôi sao? Bắt cá hai tay à? Anh không sợ bị thiên lôi đánh. Nhưng mà tôi sợ lắm. Em hôm nay làm sao vậy? Sao nói toàn mấy lời khó nghe vậy? Bình thường thôi chứ có gì đâu. Ai chuẩn bị từ chức mà không tức giận với chủ chứ? Em coi anh là chủ sao? Đúng vậy. Nè ông chủ, anh vẫn còn nợ tôi tiền viện phí chưa trả đấy. Cả phí tổn hại về tinh thần nữa. Nếu em không thích anh, vậy hai năm tình cảm của chúng ta, coi là gì chứ? Đó là kỹ năng diễn xuất của tôi thôi. Kỹ năng diễn xuất sao? Vậy tại sao em lại phải tức giận? Tại sao lại phải khóc? Tại sao phải ghen? Em không cho anh uống rượu, nấu canh giải rượu cho anh. Khi anh bị bệnh, không rời xa anh nửa bước. Đây đều là em diễn sao? Vậy em diễn đạt quá rồi. Đây chính là tố chất diễn viên chuyên nghiệp mà tôi nên có. Vậy đêm năm đó, em làm sủi cảo cho anh, an ủi anh. Đó cũng là diễn thôi sao? Anh không nói thì tôi cũng quên mất. Hai chúng ta từng xảy ra những chuyện như vậy. Thịt lợn và cải thảo, tổng cộng 59 tệ. Anh trả cùng với tiền thuốc của tôi luôn nhé. Em thiếu tiền đến vậy sao? Đúng đấy thì sao? Tôi rất là cần tiền. Mẹ của tôi thì bị bệnh tim vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Mỗi ngày phải trả cho bệnh viện 50.000 tệ. Tôi chỉ là diễn viên vừa mới tốt nghiệp ra trường. Làm việc cùng lắm một ngày được 200 tệ. Tôi muốn kiếm được nhiều hơn. Chỉ còn cách là bán thân hoặc đi ăn cướp. Nhưng mà tôi lại không biết ăn cướp. Nhưng vì cứu mẹ của tôi có thể làm bất cứ việc gì. Như vậy mà anh cũng tin sao? Lừa anh đúng là dễ thật. Cô là diễn viên diễn giỏi nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi nghĩ cô nên làm ảnh hậu luôn mới đúng. Cảm ơn nhé. Xin nhận lời khen này của anh. Cũng vừa hay. Người phụ nữ mà tôi yêu cũng trở về rồi. Sau này tôi cũng chẳng cần phải làm phiền đến cô nữa. Cô muốn tiền đúng không? Vậy tôi cho cô. Cầm tiền rồi cút khỏi mắt tôi. Sau này đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của cô nữa. Từ nay về sau chúng ta không còn là gì của nhau hết. Cậu gọi cô ấy đến đây làm gì? Đại minh tinh về nước, gọi cô ấy đến uống cùng cậu. Tôi làm như vậy đã đủ làm anh em tốt của cậu chưa? Chị à, sao lần này chị về nước, thái độ của anh Giang chắc lại lạnh lùng như vậy chứ? Bắt anh ấy đợi chờ bao nhiêu năm, tức giận cũng là điều dễ hiểu. Dỗ dành một chút là được thôi. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Được. Vậy tôi chúc cho Đại Minh Tinh lần này trở về nước mọi chuyện đều thuận lợi. Tình yêu và sự nghiệp đều đi lên. Đó không phải là người vợ thế thân của cậu sao? Nói thật thì khi mà cô ấy ăn mặc trang điểm vào một chút, trông cũng ra gì phết đấy. Mắt của anh bị đuôi à? Nhìn thấy dáng vẻ hở hang nhảy múa của cô ta. Nếu so với chị của tôi thì một trời một vực. Đẹp đẽ ở đâu chứ? Em lấy chị ra so với cô ta đã là điều sai lầm rồi. Nhưng mà tôi nghe nói, tối qua Giang chắc cậu ấy đã chia tay với cô ta rồi. Thật vậy sao? Chắc chắn luôn, nhìn đi, cậu ấy làm gì thèm quan tâm cô ta đâu. Vậy hôm qua em bảo anh chia tay cô ấy, anh lại nói là không, thực tế thì lại làm. Vì thái độ này của anh, em sẽ thưởng cho anh. Bỏ tôi ra, anh bỏ tay tôi ra. Anh kéo tôi đi đâu vậy hả? Em không thấy tay của người đàn ông lúc nãy sờ lên người của em sao? Tôi biết mà. Tôi cũng sờ anh ta đấy thôi. Tôi còn sờ thấy được cơ bụng 8 múi chắc nịch nữa cơ. Mới chia tay ngày hôm qua, hôm nay đã tìm người đàn ông khác thay thế. Sở Tranh, em thiếu hơi đàn ông đến vậy sao? Anh cũng đã nói rồi đấy. Chúng ta đã chia tay rồi, giờ tôi làm gì thì liên quan gì đến anh chứ? Ai cho phép em ăn mặc hở hang, trang điểm đậm như vậy đến nơi này chứ? Trước đây tôi là người thế thân, thế nên là làm gì cũng bị nghiêm cấm. Thực ra tôi rất thích ăn mặc và trang điểm như vậy. Vì vậy, em của hiện tại mới chính là em sao? Đúng vậy đấy. Có phải anh đang muốn ngủ với tôi đúng không? Vậy thì trả tôi thêm tiền đi.
Quả nhiên cô là loại phụ nữ đào mỏ. Hối hận sao? Vậy thì tôi đi. Tiểu thư Sở, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nếu như đã trùng hợp như vậy, cô có thể nể mặt chúng tôi cùng uống một ly với chúng tôi không? Chúng ta là loại quan hệ có thể uống rượu cùng nhau sao? Nếu như cô đã giả vờ khách sáo như thế, vậy xin lỗi cô. Cái mặt này của tôi không có giày. Vậy tôi bỏ tiền mua thời gian của cô được không? 1 phút 1 vạn. Sao nào? Cô không phải là người phụ nữ chỉ biết tiền thôi sao? Đúng. Tôi là người như vậy. Không phải chứ, mọi người ai nói cho tôi biết xem đây là chuyện gì vậy? Còn phải nói sao? Nhất định là Sở Tranh bị anh Giang Trác bỏ rơi. Không muốn từ bỏ, bám chặt không buông, là tôi gọi cô ấy đến. Chị à, dù sao hôm nay là ngày em và Giang Trác đính hôn. Chuyện vui đương nhiên là phải chia sẻ với nhiều người rồi. Chị à, anh Giang Trác cầu hôn chị rồi. Còn chưa uống rượu, lại nói những lời say xỉn gì vậy? Tôi không có cầu hôn. Anh chưa cầu hôn là vì người cần phải cầu hôn. Là em. Giang Trác, lúc trước giữa chúng ta anh luôn là người yêu đối phương hơn. Sau khi ra nước ngoài, em nghĩ có lẽ anh sẽ không yêu em nữa. Nhưng lúc em quay về nhìn thấy tiểu thử Sở, em mới chắc chắn rằng, hóa ra anh vẫn luôn yêu em. Nếu như anh đã đi 99 bước về phía em, vậy một bước còn lại đó, để em đi về phía anh đi. Em cầu hôn anh. Giang Trác, chúng ta kết hôn đi. Không hổ là dịch bạch chỉ của anh, cả đời này chỉ có cô mới có cái dũng khí này, cầu hôn với Giang Trác mới không bị từ chối. Đúng vậy, chị của tôi là Bạch Nguyệt Quang, đương nhiên chị ấy có sự tự tin rồi. Dịch bạch chỉ, thật ra anh sớm đã, tôi còn có chuyện. Nghe nói đỉnh Lưu Mộ Dã đang ở trong quán bar, là thật hay là giả vậy? Xin lỗi mọi người, ở đây là quán bar riêng tư. Mộ Dã, cậu vừa lấy được giải điện ảnh ở Hạ Nạp đã lập tức chạy đến đây. Nếu như xảy ra chuyện nhất định sẽ lên hot search. Tôi đã mặc kín đáo như vậy rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi còn có việc. Tôi đi trước đây. Tại sao cô lại đi? Sợ nghe thấy câu trả lời của tôi sao? Sao có thể chứ? Tôi, bạn trai gọi điện thoại đến bảo đón tôi. Sở Tranh, người đó chính là bạn trai của chị sao? Cho anh 200 vạn, giúp tôi diễn một vở kịch. Không sai, giới thiệu với mọi người, đây là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm. Hôm qua mới bắt đầu lại. Tôi không tin. Cô là đồ lừa đảo. Không tin. Như này Giang Tổng tin chưa? Xem ra các người thật sự là một đôi yêu nhau say đắm. Đúng vậy. Tình yêu của chúng tôi như keo như sơn. Bây giờ muốn từ chối với yêu đương với người khác. Cô đợi một chút. Dịch bạch chỉ. Lời cầu hôn của em anh từ chối. Vì chuyện cầu hôn phải do đàn ông làm. Anh là đang đo kích cỡ ngón tay em sao? Anh là muốn mua nhẫn cho em à? Ai muốn mua nhẫn cho em chứ? Anh thấy buồn chán xem tay của em mà thôi. Ngón tay em cỡ 10. Cái gì? Kích thước của nhẫn đấy. Ngón tay em cỡ 10. Em nói với anh điều này làm gì? Anh đâu có kết hôn với em. Lỡ như có ngày nào đó dùng đến thì sao? Đúng vậy. Em không thích nhẫn tròn. Em thích nhẫn kim cương hình chữ nhật. Một viên cara, đương nhiên là càng to càng tốt. Anh thấy sao? Em đeo cái nhẫn này nhất định là rất đẹp đúng không?
Đúng vậy, rất đẹp. Vậy sao? Em ít lừa anh đi, anh không thèm mua cho em đâu. Anh mua cho em đi, mua đi mà. Em xin anh đi, em năn nỉ anh sẽ mua cho em. Năn nỉ anh đấy, mua cho em đi. Anh là người tốt nhất. Mọi người nghe rõ đây, hôm nay anh em của tôi đính hôn thành công. Tất cả tiền thanh toán ở đây cậu ấy sẽ trả. Kích thước của chiếc nhẫn này không được vừa lắm. Có thể đổi không? Vậy cầm đi đổi đi. Có thể đổi kiểu khác không? Nếu như là em muốn chiếc nhẫn như thế nào cũng không sao cả. Tôi nói cậu em này, lúc nào cậu mới chuẩn bị bỏ tay tôi ra đây? Tôi là diễn viên, trước khi chưa hô cắt, tôi vẫn là bạn trai của cô. Trời ạ, chúng ta cùng ngành sao? Cắt. Không phải chứ, tôi nói này, là một người diễn viên, diễn xuất của anh vẫn chưa được chân thật lắm. Chị là đang nói diễn xuất của tôi không tốt, ví dụ như cái ánh mắt thần thái của cậu vừa rồi. Tình cảm như vậy không được lắm, thể hiện rằng không được chuyên nghiệp. Nếu như cậu thực sự muốn làm một diễn viên, vẫn phải cần một thời gian dài luyện tập. Vậy tôi vẫn phải cảm ơn sự chỉ bảo của chị. Có điều vẫn phải cảm ơn cậu rất nhiều. Hôm nay ứng cứu giúp tôi, 200 vạn tiền thù lao này rất xứng đáng với cậu. Sao, thù lao của tôi? E là chị trả không nổi. Cậu có ý gì? Cậu vẫn là một diễn viên chưa có tên tuổi, dám nói những câu như vậy. Để tôi xem cậu là ai. Hồng. Ảnh đế mộ. Thật sự là diễn xuất chưa đạt sao? Tất cả tiền của tôi đều ở đây. Đủ cho tiền thù lao của anh không? Không trả được tiền thù lao thì coi như không có diễn. Coi như cô cưỡng hôn. Tôi vẫn nên đi báo cảnh sát. Không có cách nào khác sao? Con người tôi đã rất thiệt thòi rồi. Hay là tôi cưỡng hôn lại cô? Liên quan đến chuyện này, tôi vẫn còn lời giải thích khác. Nói xem nào. Anh có biết là ước mơ của tôi giống với anh không? Rồi sẽ có một ngày, nơi này nhất định sẽ có poster của tôi. Mọi người sẽ nhìn thấy màn diễn xuất của tôi. Nhớ lấy tên của tôi. Anh không phải là ảnh đế của Hạ Nạp sao? Và tôi, trong tương lai nhất định trở thành ngôi sao điện ảnh. Chuyện này liên quan gì đến chuyện cô cưỡng hôn tôi? Tôi làm nữ hoàng điện ảnh, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đóng chung với ảnh đế như anh sao? Vậy nhất định chúng ta sẽ phải diễn cảnh hôn. Chỉ là, bây giờ diễn trước một chút mà thôi. Nữ hoàng điện ảnh trong tương lai. Vậy bây giờ cô đang ở vị trí nào? Bây giờ, tôi là tiểu công chúa nhỏ. Địa vị rất được kính trọng. Anh biết lúc tôi đi đóng vai phụ, đoàn phim đều cho tôi 2 hộp cơm. Bọn họ là thấy đầu óc cô không được thông minh. Anh, bỏ đi. Tôi hôn lại anh. Điện thoại của cô kêu kìa. Tôi nghe đây. Bệnh viện Giang Thành. Mẹ tôi làm sao? Tôi lập tức đến ngay. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Tình trạng của mẹ cô cũng coi như là an toàn. Nhưng nhà cô bắt đầu nợ tiền viện phí rồi. Sao có thể chứ? Hôm qua tôi mới thanh toán tất cả viện phí xong. Cô không biết sao? Hôm qua ba cô đến mang hết tiền đi rồi. Sau này ông không được để ông ta vào đây. Ông ấy không phải ba tôi. Ông ta không phải con người. Xin chào, cho hỏi người nhà của bệnh nhân đâu rồi? Vừa rồi vẫn đang lau người cho mẹ. Lau xong, hình như chạy ra cầu thang bộ rồi. Tôi đoán rằng là ở đó khóc. Cô gái đó thật đáng thương. Mẹ bị bệnh nặng, đã nằm ở đây 2 năm rồi. Mỗi ngày đều mất mấy vạn. Bây giờ tích được thì lại toi rồi. Sao thế? Cầu thang bộ đó thông với sân thượng. Đừng nói cô ấy nghĩ quẩn đấy nhé. Đừng mà. Đừng cái gì? Không phải cô muốn nhảy lầu sao? Tôi là muốn tưới nước cho cây hoa. Yên tâm, tôi sẽ không chọn cái chết đâu. Mặc dù tiền của tôi đều bị ba tôi lấy hết đi rồi, nhưng hôm nay có chuyện tốt xảy ra. Chuyện tốt gì thế? Hôm nay mẹ tôi có thể tự đi tiểu rồi. Đây thật sự là sự chuyển biến lớn.
cuộc sống vẫn khá công bằng với tôi. Cô lạc quan thật đấy. Cuộc sống muốn chôn vùi tôi, nhưng lão nương cũng là một hạt giống. Một ngày nào đó sẽ nảy mầm trồi lên. Bây giờ tôi có chuyện gấp, chính là đi ăn cơm no, sau đó đi tìm công việc kiếm tiền. Tiểu công chúa Hoành Điếm, cô có phúc lắm, tôi sắp quay một bộ phim mới. Đến lúc đấy tôi giới thiệu cho cô một vai. Phim của đạo diễn lớn, quy mô thật là lớn. Cô là đến thử vai sao? Đúng rồi, đây là tư liệu của tôi. Cô chính là người mà ảnh đế mộ giới thiệu sao? Nếu như là nam chính giới thiệu đến, ngoại hình điều kiện lại tốt như vậy, tôi nhất định sẽ ưu tiên chọn cô. Cảm ơn anh, vậy tôi có thể diễn vai gì vậy? Bây giờ chỉ có vai nữ thứ 3 và vai nữ thứ 5 vẫn chưa quyết định. Vai nữ thứ 3 có rất nhiều cảnh, vai nữ thứ 5 có vai diễn tốt. Cô muốn vào vai nào? Tôi muốn vào vai nào có nhiều tiền hơn. Nữ chính của chúng ta đến rồi. Cô ta là nữ chính, đúng. Sở Tranh, sao lại là cô? Thật sự âm hồn bất tán mà. Hai người quen biết tiểu thư Sở. Cô ấy đến thử vai vào vai nữ phụ. Hóa ra tiểu thư Sở là diễn viên đứng đắn. Tôi còn không biết nữa đấy. Chuyện mà cô không biết nhiều lắm. Không có học thức thì đọc sách nhiều vào. Giả vờ phô diễn cái gì? Nói ra tiểu thư Sở và tiểu thư Dịch có ngoại hình khá giống nhau. Nếu như chị ta có ngoại hình giống tôi, vậy thì để chị ta diễn thế thân vai đánh đấm của tôi đi. Cảnh nhảy lầu này rất dễ bị thương. Quá là vất vả, vẫn nên để đàn ông làm đi. Đàn ông diễn cảnh thế thân rất dễ bị lộ. Nhưng cô ấy là do nam chính giới thiệu. Nếu như làm khó nhau, đổi người cũng được. Được, tôi là nói đổi vai của chị. Ai cho cô cái quyền lực này chứ? Quên nói, tiền đầu tư của bộ phim này là của Giang Trác, chồng sắp cưới của tôi. Tiểu thư Dịch, cô đừng làm khó những người làm công ăn lương như chúng tôi. Cảnh thế thân đúng không? Tôi có thể làm. Cảm ơn tiểu thư Sở. Xem ra chung quy chị cũng chỉ có thể kiếm tiền dựa vào vai thế thân của tôi. Vậy cô phải nỗ lực luyện tập diễn xuất. Đừng có mà trốn thuế, đừng có mà làm chuyện ô uế ảnh hưởng đến công việc của tôi. Chị, rõ ràng chị có thể đuổi Sở Tranh đi, tại sao phải giữ cô ta ở lại đoàn phim? Có so sánh mới có sự khác biệt. Đó chính là để cho Giang Trác nhìn thấy dáng vẻ của chị ta khác chị khi ở bên cạnh chị. Như vậy anh ấy mới biết được, anh ấy nên yêu ai. Alo, Giang Trác, em đến đoàn phim rồi, anh không đến xem phim của em sao? Không hứng thú. Cô làm vai thế thân đánh võ, sao không nói cho tôi biết? Không sao đâu, thật ra đánh võ của tôi rất lợi hại. Xem nắm đấm này, tôi có đẹp trai hay không? Đẹp trai có tác dụng gì? Thế thân không quay đến mặt của cô, cuối cùng sẽ đều làm cho cô một bộ áo cưới. Nhưng mà cảnh đánh đấm diễn viên đóng thế rất nhiều. Anh quên rồi sao? Vốn dĩ tôi đến là để kiếm tiền. Dịch Bạch Chỉ đó tự cho rằng tôi là đang tự đào hố cho mình. Thật ra là cho tôi một mớ tiền lớn. Được rồi. Nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để bị thương. Cảnh tiếp theo là cảnh của tôi đi chuẩn bị một chút. Cậu làm gì cứ lôi kéo tôi đến đây vậy? Đây là dự án phim cậu đầu tư 200 triệu, là một người đầu tư, cũng phải đến quan sát một lúc chứ. Một dự án nhỏ 200 triệu, đáng để tôi đến đây sao? Nữ chính của bộ phim này là vợ sắp cưới của cậu. Chuyện này cậu cũng không hứng thú sao? Tôi rất bận. Mấy chuyện vô bổ như này sau này đừng gọi tôi được không? Cô đến đây làm cái gì? Giang Trác. Anh thật sự đến đây sao? Xin đừng làm ảnh hưởng công việc của tôi. Sao cô ấy lại ở đây? Sở Tranh là vai thế thân của em. Thế thân? Đúng vậy, Bạch Dịch Chỉ, em làm trò quỷ gì vậy? Giang Tổng, anh đến đây thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Hay là tôi dẫn anh đi xem nơi đây nhé? Không cần đâu, cậu ta sắp đi rồi. Không, mình muốn ở lại đây xem. Đồ thần kinh. Không phải cậu không có hứng thú sao? Xin lỗi Giang Tổng, cô giáo Dịch đi trang điểm lại rồi. Anh ăn cơm trưa trước đi. Điều kiện của đoàn phim có giới hạn. Mấy món này chuẩn bị có chút sơ sài. Anh đừng chê nhé. Tôi có thể lấy thêm một hộp cơm nữa không? Không được, cơm của đoàn phim đều tính theo đầu người. Đi đi đi. Một hộp cơm sao ăn no được chứ? May mà mình chuẩn bị một vũ khí bí mật. Xúc xích với bột của quê. Bữa cơm này có thêm tí xa xỉ rồi.
Đó là cơm hộp của đoàn phim sao? Đúng vậy, lấy qua đây cho tôi xem. Vâng. Cà rốt chay, bắp cải xào cay, như này sao có thể ăn no chứ? Cậu xem cái hộp này là hộp cơm bình thường của nhân viên bình thường. Chúng tôi đều chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho nam nữ chính. Đạo diễn và vai phụ đều là cơm đặc biệt. Đây không phải là phân biệt đối xử sao? Tiền đầu tư cho các người quá ít hay sao? Sao thế, cả đoàn phim đều cùng một tiêu chuẩn ăn uống. Tôi muốn tất cả mọi người ăn uống phải giống y hệt nhau. Có cá và thịt. Anh hai, ở trong đoàn phim không có quy tắc này. Như này là cậu vượt quá số tiền quy định rồi. Chuyện có thể dùng tiền để giải quyết cũng được gọi là chuyện sao? Tôi có thể tăng thêm tiền đầu tư. Nhớ lấy, tất cả các món đừng chay quá. Không được đơn giản. Được được được, cậu có tiền cậu nói gì cũng được. Cậu muốn như nào cũng được. Bên ngoài lạnh như vậy, sao cô ta không vào trong mà ăn? Cậu nói Sở Tranh sao? Đây không phải còn chỗ hay sao? Vì chị ấy không có tư cách. Em mới là nữ chính của bộ phim. Còn chị ta chỉ là vai thế thân. Có như em không có ở đây, chị ta cũng không ngồi được vị trí của em. Nào nào nào, cảnh tiếp theo. Nữ thế thân đâu? Tôi đến đây. Bắt đầu đi. Hôn lễ chính thức. Có thích khách. Cẩn thận. Ok, cắt. Thế thân ra đi, đổi sang nữ chính. Trang điểm lại đi. Vâng, đạo diễn. Nữ chính chuẩn bị lên diễn. Cho nên, cảnh cực khổ nguy hiểm không lộ mặt đều do vai thế thân chịu trách nhiệm. Cô ta chính là vai thế thân đẹp nhất. Đúng. Cho nên cậu không phải lo lắng bạch dịch chỉ của cậu sẽ bị thương đâu. Vừa rồi diễn được đấy. Ánh mắt cũng tốt. Đáng tiếc là, trong phim sẽ không bao giờ dùng đến gương mặt của vai thế thân đâu. Cô có thời gian thì làm việc khác đi, hay là đi luyện tập diễn xuất đi. Thật sự thương cho những khán giả, mỗi ngày đều bị diễn xuất của cô làm cho tổn thương. Chị, cẩn thận. Sở Tranh, cô không sao chứ? Tôi không sao. Viên chân châu này rỗng. Cô không sao chứ? Có bị thương không? Em không sao. Tay bị thương rồi sao? Đưa tôi xem nào. Bị đâm trúng rồi, mau gọi xe cứu thương. Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Giang Trác, anh biết tôi là ai không? Sở Tranh, sao vậy? Tôi còn không thể nhận ra cô sao? Giang Tổng, tay của cô Dịch không bị thương. Chị à, chị đừng tức giận. Chồng của chị trước mặt nhiều người như vậy chọn người phụ nữ khác, lại còn là đứa thế thân, chị không thể tức giận sao? Em có bị thương không? Anh không có gì để giải thích sao? Vừa rồi anh không có cố ý, nhưng mà anh thật lòng, anh nghĩ trong thời gian cấp bách, anh sẽ quan tâm người khác hơn em. Anh có ý gì? Lúc đính hôn cũng là anh quá kích động. Hôn ước giữa hai chúng ta, nên suy nghĩ lại từ đầu không? Không cần phải suy nghĩ. Anh chỉ mới chia tay với Sở Tranh, cho nên vẫn còn tình cảm cũ với chị ấy. Em có thể hiểu được. Nhưng em tin rằng anh sẽ yêu em lại từ đầu. Em có sự tự tin với chính mình. Anh không về họp sao? Em nhớ rằng anh nói hôm nay anh rất bận. Anh không vội. Nói rõ ràng vấn đề đi đã. Bên phía của Sở Tranh thế nào rồi? Chị ấy không sao chứ? Anh không đi thăm chị ấy sao? Em suy nghĩ ý kiến của anh đi. Em sẽ suy nghĩ. Sở Tranh tôi coi thường chị rồi. Chị à, em đã nói rồi, cô ta rất khó đối phó. Hay là em tìm người dạy dỗ cô ta nhé.
Em không nhìn thấy Giang Trác chưa đủ yêu chị ta sao? Vậy thì làm thế nào đây? Chị vừa nhìn vừa rồi trừ Giang Trác ra, Mộ Dã cũng rất quan tâm chị ta. Ra tay từ chỗ anh ta đi. Thầy thống chủ, vừa nãy không phải thầy nói cảnh tiếp theo là cảnh phim của tôi sao? Sao vẫn chưa đến vậy? Nữ chính vẫn đang quay cảnh nữa. Cảnh của cô đổi thành cảnh sau, đợi thêm nữa đi. Ây, 2 tiếng trước anh cũng nói như vậy, trạng thái của nữ chính đang tốt, quay hết cảnh này đến cảnh kia đều ok, cô chỉ phải đợi chút thôi. Lẽ nào bắt nữ chính phải đợi cô, một thế thân của nữ chính sao? Thật ngại quá, tôi muốn có mạch cảm xúc diễn, nên chỉ có thể bắt cô đợi đến cảnh sau. Không sao cả, đều biết là khả năng diễn xuất của cô kém, tìm được cảm hứng diễn xuất cũng không dễ gì. Cô muốn đi đâu? Tôi đi về nghỉ ngơi không được sao? Ngộ nhỡ tôi lại mất cảm hứng diễn, thì cô phải lập tức thay thế. Cô cứ ở đây đợi đi. Cô... Sở Tranh, lên phòng xe của tôi ngồi cho ấm đi. Cảm ơn. Đây là thuốc trị sưng tấy sao? Không phải cho cô. Anh đang tìm Sở Tranh sao? Vậy thì anh có thể đến chỗ Mộ Dã, tìm ở chỗ phòng xe. Ý cô là sao chứ? Anh Giang Trác, anh không biết sao? Cả đoàn làm phim đều biết Sở Tranh và Mộ Dã đang yêu đương. Đó là ảnh đấy mà. Mộ Dã rất lạnh lùng, ở đoàn làm phim luôn độc lập một mình. Nhưng với Sở Tranh thì khá là thân, và lại công việc này còn là Mộ Dã giới thiệu cho Sở Tranh nữa. Hai người đó lên phòng xe ở đó rất lâu rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng bình thường. Cô gái này không biết có tự trọng không? Ngày trước quyến rũ anh, bây giờ quyến rũ nam chính. Ai có tiền thì theo người đó. Cô im miệng. Mộ Dã, cảm ơn anh đã cho tôi ở trên phòng xe của anh. Dù gì giới thiệu cô đến tổ phim này, chăm sóc cô cũng là lẽ đương nhiên. Có điều mọi người liệu có hiểu lầm không chứ? Vốn dĩ trong đoàn phim đang lan truyền tin đồn về hai chúng ta. Trong giới này chính là như vậy. Nhiều kẻ nịnh bợ, mọi người hiểu lầm chúng ta ở bên nhau. Có lẽ lại tốt cho cô một chút. Cô rất để ý tin đồn sao? Một người không tiếng tăm như tôi, đương nhiên chẳng sao cả. Tôi chỉ lo là fan của anh không vui. Dù gì thì bây giờ có đẩy thuyền ghép cặp, người ta cũng ghép mấy người môn đăng hộ đối. Anh là ảnh đế, cô không phải muốn làm Bạch Lan Hoa ảnh hậu sao? Tin lời nói vô tri của một người lúc đùa cợt, anh là đồ ngốc sao? Sau khi thấy cô diễn phim xong, tôi thấy cô có thể làm được. Bát canh gà này tôi uống rồi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn xuất cho thật tốt, cố gắng vươn lên. Cái tin đồn về anh và tôi ấy mà, tuyệt đối không thể để nó biến thành lịch sử đen của anh. Chắc thời gian cũng sắp đến rồi, tôi đến hậu trường trước nhé. Cẩn thận. Tôi đi trước đây. Em ở trên phòng xe của Mộ Dã làm gì? Liên quan gì đến anh? Sau khi em chia tay với tôi, em nhanh như vậy đã quyến rũ được ảnh đế rồi à? Tình đầu của em biết chuyện này không? Tôi biết. Anh nói sao chứ? Lúc ở quán ba người ở cạnh cô ấy, chính là tôi, là anh. Các người thật sự đang yêu nhau sao? Bọn em không yêu nhau. Đừng có vấy bẩn cho sự trong sạch của Mộ Dã. Tôi biết là em là chúa nói dối. Đi theo tôi. Anh muốn đưa cô ấy đi đâu? Thả cô ấy ra. Nếu không anh sẽ hối hận. Không thả. Giang Trác, thả em ra. Anh thả em ra. Anh điên sao? Sao anh dám đánh anh ấy chứ? Anh ấy là đỉnh lưu đó. Anh không sợ bị fan của anh ấy phốt sao? Tôi phải sợ bọn họ sao? Nếu hắn dám lại gần em nữa, tôi sẽ thay thế hắn thành người khác. Anh nói sao cơ? Tôi quan tâm làm gì hắn ta là ảnh đế hay đỉnh lưu? Nam minh tinh, chỉ cần tôi muốn, thì tôi có thể bóp chết hắn, để hắn không diễn phim được nữa. Em có tin không? Anh có tiền có quyền lại còn kiêu ngạo như thế. Tôi đương nhiên tin. Sau này không được lên xe của anh ta nữa. Tôi ghét phải nhìn thấy em và hắn ở cạnh nhau. Tại sao chứ? Vì... Bởi vì...
Tôi thích em. Em đánh tôi, đúng. Não anh có vấn đề, tôi chữa giúp anh. Đó là thích của anh sao? Đó chỉ là tính chiếm hữu. Tính chiếm hữu? Lẽ nào không phải sao? Trong mắt của anh, tôi chỉ là một món đồ chứ vốn dĩ anh không hề thích tôi. Anh chỉ là không chịu được việc tôi không còn ở bên anh nữa, mà ở bên cạnh nói cười với người khác. Trong lòng em, anh là người như vậy sao? Không chỉ vậy, anh còn tự cao tự đại và vô cùng kiêu ngạo. Tất cả những gì liên quan đến anh đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Em ghét tôi. Anh nên hỏi xem tôi ghét anh đến mức nào. Tôi ghét anh đến mức, dù có người cho tôi 100 triệu để tôi ở bên cạnh anh, thì tôi cũng sẽ từ chối. Vậy thì 10 tỷ thì sao? Vấn đề không nằm ở tiền. Chúng ta đã chia tay rồi. Anh có bạch nguyệt quang của anh. Tôi ở bên ai, thân mật với ai thì đều không liên quan đến anh. Anh có hiểu chưa? Được. Như em mong muốn, sau này dù em có khóc lóc xin tôi, thì tôi cũng không quan tâm em nữa. Cảm ơn. Chị ơi, thủ đoạn của chị hay thật. Anh Giang Trác và Sở Tranh cãi nhau trận to ngoài kia. Lòng tự trọng của Giang Trác rất lớn. Bị mất mặt như thế, sau này nhất định sẽ không bảo vệ cô ta nữa. Vậy thì tiếp theo đây chúng ta phải làm sao? Đuổi Sở Tranh đi sao? Vở kịch lớn của chúng ta đều đã diễn xong rồi, thì cũng chẳng cần đến cô ta nữa. Diễn viên thay thế cảnh võ thuật, công việc này là nguy hiểm nhất. Nếu như xảy ra chút sự cố, thì chẳng phải cô ta sẽ rút khỏi sàn diễn sao? Nè nè, cảnh tiếp theo đổi thành cảnh nhận tội. Nào người diễn thay nữ chính mau lên. Ấy, nhanh như vậy sao? Tôi còn chưa đeo đồ bảo hộ nữa. Không kịp nữa rồi, mau lên đi. Còn lề mề nữa là tôi trừ tiền. Anh yên tâm, tôi đến ngay đây, đến ngay đây. Hai ngày trước không phải siêng đến đoàn làm phim lắm sao? Sao hai ngày nay không thấy đến nữa thế? Không phải là, cảnh quay này là cảnh của Dịch Bạch Chỉ sao? Sao lại là cô ấy chứ? Điểm nhấn thì phải để sau, tạm thời điều chỉnh, không muốn thấy Mộng Tranh, thì chúng ta đi. Ây! Cảnh quay này diễn cái gì thế? Nữ sát thủ phải lòng nam chính, thả nam chính ra, sau đó bị tổ chức trừng phạt. Sao cái gậy đó to như thế chứ? Đánh vào người có đau không chứ? Cậu đau lòng sao? Tôi sợ cái gậy này là ruột rỗng, đánh cô ta không đủ đau. Cái gậy đó là thật đó, nhưng mà diễn viên sẽ phải đeo đồ bảo hộ, với lại họ diễn sẽ phải khống chế lực. Làm cậu thất vọng rồi. Được, chuẩn bị nào. Dự bị. Bắt đầu. Xin lỗi, tôi khiến tổ chức thất vọng rồi. Cô không sao chứ? Thật sự rất là xin lỗi. Thêm một lần nữa. Đánh cũng đã đánh rồi, thì diễn tiếp đi chứ. Sao anh không chuyên nghiệp gì hết vậy? Không phải cậu nói có đồ bảo hộ sao? Vãi thật, tôi cũng không biết chuyện gì. Hay là tôi bảo dừng lại nhé. Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi không thèm quan tâm đến cô ấy. Được chưa, dự bị. Bắt đầu. Xin lỗi nhé, tôi khiến tổ chức thất vọng rồi. Chạy đi đâu vậy chứ? Tôi nguyện dùng mạng của tôi đổi lấy sự tự do của anh ấy. Lát quá bỏ qua đoạn này. Bảo tôi không chuyên nghiệp. Tôi đánh người là chuyên nghiệp nhất đó. Anh. Tôi nói cô nghe, với cái lực đánh hai gậy của tôi, đủ để cô ta nằm một tuần. Tôi xem cô ta sau này còn dám. Lúc nãy anh dùng cây gậy nào để đánh cô ấy vậy? Anh là ai chứ? Anh muốn làm gì? Đây là tiền viện phí và thuốc men của anh.
đủ để anh nằm 30 ngày. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng mọi người. Em đến rồi. Vết thương trên người đã khỏi chưa vậy? Đỡ hơn rồi. Nhưng mà mọi người sao trông có vẻ sợ em vậy? Chắc là bởi vì cái người bạn diễn em không thích Lâm diễn đó. Bất ngờ bị thương phải nhập viện nên bỏ vai diễn rồi. Thật vậy sao? Kể ra cũng cảm thấy đồng cảm cho anh ta. Sao tự nhiên lại bị thương chứ? Nhưng chắc là không sao đâu. Nếu như mà mặt của em không lộ ra nụ cười đó, chắc là anh đã tin lời em nói là thật rồi. Đi thương xót cái người mà đã từng ức hiếp bắt nạt em. Em đâu có lương thiện đến mức như vậy. Anh nói nhỏ cho em nghe đi. Có phải là anh đã báo thù giúp em phải không? Nói cho em nghe, anh là người từ trước đến nay thích giải quyết vấn đề bằng đạo lý. Nào có thích dùng nắm đấm để giải quyết đâu. Nhưng mà chắc là người kia thích đấy. Giang Trác, sao anh lại trốn tránh em? Chuyện của Lâm Diễn là anh làm sao? Không phải, anh không thèm quan tâm đến chuyện của em. Chắc chắn là anh làm. Anh là nhà đầu tư. Bọn họ nghĩ anh là chỗ dựa của em, vì vậy nên mới cảm thấy sợ em. Em giận sao? Cảm ơn anh. Mọi người sợ em vẫn hơn là để người ta hại mình. Em biết là anh luôn âm thầm giúp đỡ em. Coi như em còn chút lương tâm. Không đến mức mà không phân biệt được đúng sai. Em mắng chửi anh thậm tệ như vậy, sao anh vẫn giúp em chứ? Vì lý do gì vậy? Anh là thương nhân, đương nhiên làm gì phải có mục đích rồi. Em biết ngay mà. Vậy nói đi. Anh muốn em xin lỗi. Hay là lấy thân báo đáp anh đây? Anh muốn em đừng có ghét anh như vậy nữa. Nếu như anh thực sự lạnh lùng tự cao, thực sự là tổng tài bá đạo lạm quyền, thì anh có thể vì em mà thay đổi. Em đừng có ghét anh nữa được không? Em đồng ý. Em yên tâm đi, anh hứa sẽ thay đổi. Em cứ nói ra những khuyết điểm của anh sẽ sửa hết. Cuối cùng tiết cũng rơi rồi, mau đi gọi nam nữ chính đến, chúng ta phải quay ngay. Nhưng mà cô Dịch Bạch chỉ hiện không ở phim trường. Hôm nay đi livestream rồi. Đi livestream sao? Ai cho cô ta đi chứ? Để mất cảnh tiết rơi như vậy, cậu có biết chúng ta phải đợi bao nhiêu lâu không hả? Tôi có cách này. Dù sao thì cảnh phim của tôi vào nữ chính vẫn chưa viết xong kịch bản. Hay là để Sở Tranh diễn với tôi trước? Sở Tranh sao? Diễn viên đóng thế đó hả? Đúng vậy, cô ta diễn cũng được đấy. Vậy để cô ta diễn đi. Sở Tranh, đạo diễn bảo cô vào diễn. Cô mau đi chuẩn bị đi. Tôi biết rồi. Cố lên nhé. Dịch Bạch chỉ không có ở đây. Chúng ta đi thôi, tôi lại muốn ở lại đây xem. Cô ấy sẽ diễn cảnh gì? Cảnh nóng ấy mà. Cảnh nóng sao? Không được. Xé váy diễn viên, vuốt chân theo chiều đi lên, tay nắm chặt eo. Cái kịch bản này viết cái gì vậy? Ai cho phép chứ? Đây gọi là nghệ thuật. Sao tôi có thể đầu tư tiền cho một cảnh giường chiếu như vậy được chứ? Bây giờ hủy vẫn còn kịp. À, tôi biết rồi nhé, thì ra mỗi lần cậu đến phim trường đều là vì Sở Tranh đó. Mình không thể tức giận như vậy được. Mình là người đàn ông trưởng thành, mình phải khống chế cảm xúc của mình, khống chế nó. Đạo diễn, diễn viên đã chuẩn bị xong. Tốt, bắt đầu đi. Anh đến là để giết em sao? Nếu như không giết em, liệu chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi được hay không? Anh
会实现，我会加倍努力，好好对你，永远不改变。不管路有多么远，一定会让它实现。我会轻轻在你耳边对你说，对你说，我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。不管有多少风雨，体贴，em đến để giết anh. 我想你，想着你。 Em xin lỗi.Nhiệm vụ của chúng ta đều là giết chết đối phương. Dù ai thắng, anh cũng cảm thấy rất vui. Anh thua rồi. Nhiệm vụ số 573, ám sát, đã hoàn thành. Hay lắm. Cô ấy diễn đúng là quá đỉnh luôn.一定会让它实现，我会轻轻在你耳边对你说，对你说，我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。不管有多少风雨。Anh thấy em diễn thế nào? Siêu đỉnh luôn. Nhưng mà sau này anh không cho phép. Nào nào, để em đoán xem anh định nói cái gì mà phim Thời Dân Quốc không nên có mấy cảnh này đúng không?Ý của anh là, anh kiến nghị là sau này em ít diễn đi. Hơn nữa là không nên diễn mấy cảnh như này nữa. Dịch Bạch chỉ cô ta diễn cảnh này suốt. Sao không thấy anh bảo gì? Em với cô ấy khác nhau mà. Khác chỗ nào? Cô ta là đại minh tinh. Em chỉ là diễn viên diễn thế không có tên tuổi. Em rất là thích diễn. Mong anh tôn trọng nghề nghiệp của em. Sao tự nhiên cô ấy lại đi so sánh với Dịch Bạch Chỉ chứ? Dịch Bạch Chỉ hay diễn cảnh như vậy lắm sao? Mấy cảnh giường chiếu như thế này vốn dĩ đều là do Dịch Bạch Chỉ diễn. Ờ, tôi biết rồi. Mộ Dã, mấy cảnh phim hôm nay diễn đã có rồi. Đăng mấy cảnh phim đó lên mạng để tăng độ nổi của diễn viên đi. Cậu vẫn muốn quảng bá sao? Không phải là cho tôi, mà là tăng độ hot cho Sở Tranh. Diễn xuất của cô ấy tốt như vậy, không nên để phí phạm tài năng như vậy.Đi livestream như vậy đúng là vẫn kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa còn nhẹ nhàng hơn là đóng phim. Nếu như ngày mai có job thì tôi vẫn sẽ đi. Nhưng mà chúng ta nghỉ ở đoàn phim mấy ngày rồi. Sợ là đạo diễn sẽ tức giận đấy. Sợ cái gì chứ? Dù sao phim quay sắp xong rồi. Chẳng lẽ muốn thay tôi sao? Hơn nữa tôi còn có Giang Trác chống lưng nữa không phải sao? Chị ơi! Tên của chị và Sở Tranh đó lên hot search tìm kiếm rồi. So sánh khả năng diễn xuất của Dịch Bạch Chỉ và diễn viên đóng thế của cô. Chuyện này là sao chứ? Sở Tranh.Hot search này có phải là đang nói về cậu không? Sao cảnh phim hôm nay mình diễn lại bị tuồn ra ngoài rồi? Ở dưới này mọi người còn bình luận, cậu là diễn viên đóng thế mà diễn còn tốt hơn cả Dịch Bạch Chỉ nữa. Quả nhiên con mắt của khán giả là công tâm nhất. Cậu trả lời bình luận đi, nói là diễn viên đóng thế có thực lực, cần phải tăng lương, sau này nếu mà có dự án thì có thể được điêu giá. Có nhiều bình luận quá, mình còn không trả lời hết đây này. Được rồi, để mình. Tối nay mình sẽ kể hết. Cái gì, Sở Tranh lên hot search sao?Đúng vậy, mọi người còn nói là diễn xuất của Sở Tranh còn tốt hơn Dịch Bạch Chỉ nữa. Cậu nói, chúng ta có nên gỡ bài viết này xuống không? Hot search có thể gỡ xuống được sao? Đương nhiên, không những là gỡ được mà còn mua lại được nữa. Cái này mục đích là để marketing cho diễn viên mà thôi. Chắc chắn là do tên Mộ Dã đó làm. Chúng ta phải làm hơn hắn, mua thêm nhiều trang báo nữa. Thông qua chuyện này làm cho tên tuổi của Sở Tranh nổi càng nổi hơn.Cô ấy không phải cứ chê tôi là không tôn trọng nghề của cô ấy sao? Lần này tôi sẽ nỗ lực giúp cô ấy. Một cái hot search mua bao nhiêu tiền? 500.000 tệ, rẻ vậy sao? Thế mua cho tôi khoảng 20 cái trước đi. Đại ca à, như vậy sao được chứ? Như vậy không phải làm cho người ta nhìn ra là anh đang mua sao? Vậy thì cứ mua tạm 2 cái đã, tỏ lòng thành ý là được. Đúng là não của mấy người yêu vào.
Tôi bây giờ đã có thể thấy được danh tiếng của một đại minh tinh đang dần dần tăng lên. À mà tôi có thể mua trọn gói theo năm được không? Cắt. Hai diễn viên làm tốt lắm, hai người vất vả rồi. Quay biết bao nhiêu tháng, cuối cùng cũng sắp đóng máy rồi. Nghe nói có một đạo diễn quốc tế nổi tiếng Ali muốn mời em diễn trong một bộ phim mới. Sao anh biết vậy? Hôm trước khi mà em nói chuyện hàn huyên với bạn thân của em, cả đoàn làm phim chẳng ai là không nghe thấy cả. Thực ra lúc bình thường em cũng nói nhỏ lắm, nhưng mà lúc đó chắc là vui quá không nhịn được. Như vậy có phải là em hơi đắc ý quá không? Mọi người đều cảm thấy vui vẻ thay cho em. Đó là những gì em xứng đáng có được mà. Cảm ơn anh nhé, em biết trong chuyện này anh đã giúp em rất nhiều. Anh yên tâm, đợi khi nào em thực sự có được vai diễn trong phim điện ảnh Bạch Lan Hoa, chắc chắn sẽ giới thiệu anh diễn cùng. Dẫm lên người khác để ngoi lên cảm thấy thế nào? Tuyệt vời lắm, cô. Cô thật là không biết nhục nhã. Tất cả những gì hôm nay tôi đạt được, một là không phải do ăn trộm, hai là không phải do cướp, mà dựa vào tầm nhìn hạn hẹp và sự lười nhác của cô, nhờ vậy tôi mới có cơ hội phát triển. Cô còn không nhục nhã, thì sao tôi phải thấy nhục nhã chứ? Lại nói nữa, lúc đầu là cô cứ muốn giữ tôi ở lại làm thế thân của cô, mới cho tôi cơ hội phát triển bản thân. Cô nói, đây có được tính là gậy ông đập lưng ông không? Trợ lý Vương, bây giờ có một nhiệm vụ gấp, xin Giang Tổng hãy đưa ra chỉ thị, lên Weibo của cậu, giúp Sở Tranh điểm danh ở quan thoại. Giang Tổng, chỗ này là công ty. Công ty, có lý đó. Nhiều người, bảo tất cả nhân viên của công ty, đều đi điểm danh quan thoại. Anh có còn nhớ, em mới là vị hôn thê của anh không? Anh nhớ. Anh còn nhớ là anh từng nói là không thích em, muốn từ hôn, em không đồng ý. Lúc cầu hôn là anh tự mình đồng ý. Em không hề ép anh. Bây giờ anh lại nói muốn từ hôn là từ hôn. Vậy thì em thành cái gì chứ? Có lý đấy. Em muốn gì? Em hôm nay đến đây, không phải là cũng nhờ có anh sao? Em muốn anh giúp em lấy được vé thử vai của điện ảnh mới An Lý. Bây giờ anh không thể sẽ vì sự nghiệp xuống dốc của em mà ra sức giúp đỡ được. Đây là giao dịch đúng không? Đúng. Nếu như anh giúp em sẽ suy nghĩ đến việc từ hôn. Được, thành giao. Đạo diễn điện ảnh thử vai An Lý, mời qua bên này đợi. Sở Tranh, ta lại gặp nhau rồi. Trùng hợp thật. Tôi có là con ngốc mới tin đây là trùng hợp. Đúng là không phải. Tôi cũng là đến thử vai phim điện ảnh này. Không sao cả. Dù gì cũng có nhiều người để chọn như vậy. Có thêm một người như cô nữa, chúng ta so tài, dựa vào thực lực. Ai muốn so thực lực với cô chứ? Cô còn không biết sao? Giang Trác và đạo diễn An Lý có mối quan hệ quen biết lâu dài. Anh ấy đang giúp tôi chào hỏi kia. Tôi biết là cô rất chịu khó, mới có thể có cơ hội lần này. Nhưng thật ngại quá, lần này tôi nhất định sẽ không thả câu, để cho cô cướp mất đâu. Nói chuyện với đạo diễn sao rồi? Em yên tâm, chuyện em giao phó, tôi đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Cô Dịch, vòng sau đến cô rồi, phiền cô vào trong chuẩn bị. Được. Anh biết đạo diễn An Lý sao? Còn nói giúp Dịch Bạch Chỉ nữa. Đúng vậy. Hay là anh cũng giúp em đi chào hỏi một câu nhé. Anh sẽ giúp tôi sao? Em xin tôi đi. Em xin tôi thì tôi sẽ giúp em. Em nói là anh Giang Trác anh giúp người ta đi mà. Dù gì phim của đạo diễn An Lý vốn dĩ cũng đã phải cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi chính là đem tâm thái đi lấy kinh nghiệm đến. Dù không phải Dịch Bạch Chỉ, cũng chưa chắc đến lượt tôi. Muốn tôi xin anh. Mơ đi, cút. Nữ nhân này cứng miệng thật đấy. Ừ, não cũng cứng nữa. Sao có thể? Thì ra những năm nay anh đều xem em là thế thân. Anh nỡ đối xử như thế với sự thật lòng của em sao? Từ nay về sau, em với anh ân đoạn nghĩa tuyệt. Được rồi dừng. Vâng thưa đạo diễn, đừng quên tôi tên là Dịch Bạch Chỉ. Vị hôn phu của tôi là Giang Trác. Quên không nổi,
Diễn xuất của cô làm cho tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Người tiếp theo. Chào đạo diễn, tôi là một diễn viên mới. Tên tôi là Sở Tranh. Ừ, không tệ. Ngoại hình thực sự không tệ. Trông có rất nhiều nét giống với Dịch Bạch Chỉ. Hy vọng là diễn xuất không giống cô ấy. Buổi thử vai hôm nay của chúng ta là được quy định diễn về tình yêu. Cô gái phát hiện chàng trai mình yêu thương, thì ra đã có tình cảm với người khác. Bản thân cô gái chỉ là trông giống mối tình đầu của anh ấy, giống một thế thân. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Chỉ là đối với buổi thử vai hôm nay tôi có thêm chút tự tin rồi. Chuẩn bị xong rồi, thì chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu thôi. Xin lỗi. Đối với tôi mà nói, cô chỉ là một thế thân. Anh không phải nghĩ rằng em sẽ khóc đó chứ? Em sớm đã biết, anh chỉ xem em là người thay thế. Nhưng em không quan tâm. Bởi vì trong mắt em, anh cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của em mà thôi. Người nên nói lời xin lỗi đó, có lẽ nên là em. Bởi vì từ đầu đến cuối, em chưa từng yêu anh. Nếu đã vậy thì em sẽ rời đi. Chúc hai người hạnh phúc. Nhớ lấy. Mày từ đầu đến cuối chưa từng yêu anh ấy. Nhớ lấy. Diễn hay quá. Tâm trạng của nhân vật sau khi bị tổn thương, tự nuốt đắng cay và giữ tự trọng kết hợp lại với nhau rất tốt. Sao cô lại nghĩ đến? Bởi vì kịch bản này tôi từng diễn rồi. Diễn rằng mình không yêu anh ấy là vai diễn khó nhất, cũng là vai diễn đặc nhất. Sao rồi? Đạo diễn khen tôi diễn tốt. Vậy thì ổn rồi. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Kết quả không phải sớm đã định sẵn sao? Người phỏng vấn tiếp sau đó có thể đi về rồi. Đạo diễn nói chúng tôi đã tìm được người diễn vai đó rồi. Hà tìm được rồi sao? Chúng tôi tuyên bố nữ chính được chọn là tiểu thư Sở Tranh. Sao có thể? Đạo diễn sao không phải tôi chứ? Sao không phải cô ư? Dịch tiểu thư, kỹ năng diễn xuất của cô không tự mình biết nó ở đâu sao? Nhưng mà Giang Trác không phải giúp tôi rồi sao? Tôi đúng là đã chào hỏi qua với An Lý. Giang Tổng, anh không phải là vì vị hôn phu của anh mà đến nhờ tôi đó chứ? Tôi nghe nói, tuy rằng diễn xuất của cô ấy rất bình thường, nhưng nhân khí rất cao. Có điều, tôi muốn là để nói với anh. Hy vọng anh đừng có xem nhân khí ra thế cửa sau. Lần thử vai lần này chúng ta chỉ xem diễn xuất, công bằng cạnh tranh. Giang Trác, anh nuốt lời. Thứ cô nói với tôi không phải chỉ là cho cô cơ hội diễn thử vai thôi sao? Tôi đã làm được rồi. Và lại tôi cũng không đi cửa sau cho Sở Tranh. Tôi chỉ là cho mọi người cùng cạnh tranh bằng thực lực thôi. Cô ấy lấy được cơ hội làm nữ chính không phải nhờ vào tôi, mà là chính năng lực bản thân cô ấy. Tôi trước đây chỉ thấy rằng tôi vĩnh viễn không thể so bì được với cô. Nhưng lần này cô thua rồi. Cảm ơn nhé. Đúng rồi. Lúc em thử vai, điện thoại kêu rất nhiều lần. Là điện thoại từ bệnh viện. Sao anh không biết là mẹ em đang phải nằm viện chứ? Sở Tranh, Mộ Dã, sao anh lại ở đây chứ? Bệnh viện gọi cho em không được. Mẹ em sao rồi? Không sao rồi, may mà cứu kịp, tốt quá rồi. Cảm ơn anh. Chúng ta vào trong trước đi. Mẹ ạ, cảm ơn mẹ vì đã không từ bỏ. Con thử vai thành công rồi, con rất nhanh thôi sẽ nổi tiếng. Đến lúc đó, con sẽ kiếm thật nhiều tiền, để phẫu thuật thay tim cho mẹ, đưa mẹ đến dự thảm đỏ.
dự game show, toàn quốc sẽ tìm bạn đời cho mẹ. Thì ra em thích tiền, bán mạng kiếm tiền mà ở cạnh anh. Đều là vì mẹ em. Thân thế của tôi, nói ra từ miệng người khác, nghe thật là đáng thương. Lúc chúng ta ở bên nhau, sao em không nói cho anh chứ? Em cần tiền, anh cần người thay thế. Giữa chúng ta là mối quan hệ giao dịch, sao phải nói ra chứ? Nếu như em nói ra, anh sẽ đối tốt với em thêm chút nữa. Em không cần thương hại. Đây không phải thương hại. Hôm nay cô ấy quá mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Anh bỏ tôi ra, nếu như cậu thật sự yêu cô ấy, thì sao lúc còn yêu nhau, sao cậu chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối của cô ấy? Cậu thật sự quan tâm cô ấy sao? Cậu có biết cô ấy muốn gì không? Cậu có thực sự biết thế nào là yêu không? Đây là video diễn thử hôm nay của Sở Tranh. Tôi thấy anh có thể xem thử. Em vẫn luôn không hiểu nguyên nhân vì sao cô ấy không yêu mình. Bây giờ mình hiểu rồi. Diễn vai diễn không yêu anh ấy là vai diễn khó nhất mà tôi từng diễn. Cũng là vai diễn đặc nhất. Thì ra mình yêu quá muộn. Cũng yêu sai cách. Đi mau, dùng toàn bộ tiềm lực của gia đình và công ty, nhất định phải gỡ tất cả những tin tức về bộ phim điện ảnh của An Lý. Cô ra ngoài trước đi. Anh đến đây để bàn chuyện hủy hôn với em sao? Giữa chúng ta vẫn còn có những chuyện khác để nói mà. Anh đừng có nằm mơ nữa. Em sẽ không đồng ý chuyện đó đâu. Anh căn bản là không tuân thủ lời hứa của mình. Vậy em thì sao? Em đã tuân thủ lời hứa của mình chưa? Anh bảo em không được động tới Sở Tranh. Không phải là em còn sai tên Vũ Hành đó hãm hại Sở Tranh sao? Em không có, tên đó đã khai ra hết rồi. Em là minh tinh nổi tiếng, chắc là không muốn dính dáng đến cảnh sát đâu nhỉ? Anh đang uy hiếp em sao? Anh vốn dĩ muốn nể tình những kỷ niệm trước đây của hai ta đã từng có mà bỏ qua cho em chuyện này, nhưng mà những gì em làm đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi. Dịch Bạch Chỉ, đây là anh đang cảnh cáo em. Không phải là đang thương lượng với em đâu. Cuộc hôn nhân của chúng ta hủy đi. Em có gì không bằng cô ta chứ? Anh nói ra chắc là em không tin. Nhưng anh chưa từng lấy em ra so sánh. Cứ cho là em làm ra chuyện xấu xa, nhưng mà Sở Tranh cô ta, những chuyện dơ bẩn cô ta làm chưa chắc đã ít hơn em đâu. Anh hủy hôn với em chỉ là vì anh không hề có tình cảm với em. Ai bảo là không có. Em thích anh là được rồi. Thực chất em cũng không hề thích anh. Em chỉ là đang cảm thấy không cam tâm mà thôi. Anh đừng tỏ ra bản thân hiểu rõ về em. Anh rất hiểu em. Đó là vì lúc đó anh có chút tình cảm với em. Em còn có vai diễn cần phải tham gia. Bây giờ em sẽ bay đến Mỹ ngay. Em ra đi vào lúc anh không còn gì trong tay. Ra đi vào lúc anh rơi vào vực thẳm sao? Anh lấy gì ra để mà nói yêu tôi? Dịch Bách Chỉ, tôi chỉ xứng với những vai chính, xứng với những người đàn ông tốt nhất. Anh có thể trở thành người đứng đầu tập đoàn Giang Thị. Anh cũng có thể trở thành người đàn ông tốt nhất của em. Vậy đợi anh thành công rồi tính tiếp. Lúc em đi, anh cũng giống như em bây giờ vậy. Trong lòng không cam tâm. Sau đó anh đã đem sự không cam tâm đó trở thành tình yêu thật sự. Anh vẫn luôn lấy em làm mục tiêu để anh tiến lên phía trước. Nhưng anh không ngờ là bản thân đã thích một người khác luôn ở bên cạnh anh rồi. Anh xin lỗi. Lúc trước vì anh quá là nhu nhược yếu đuối, anh luôn do dự không chịu nói rõ cho em biết. Nhưng bây giờ, anh đã nhìn thấu được lòng mình. Tiếp tục dây dưa với em chỉ khiến hai ta ngày càng xa cách. Chuyện hủy hôn em có thể đồng ý. Nhưng em có một điều kiện. Yên tâm đi, em sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng đâu. Chuyện hủy hôn này tạm thời chưa thể được. Vậy thì những gì em nói lúc nãy chẳng còn ý nghĩa gì.
Em làm như vậy cũng chỉ vì đám cư dân mạng đó. Việc hủy hôn lớn như vậy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến em. Em cần phải bàn bạc xem xét lại chuyện này. Đến khi thời cơ thích hợp, em sẽ công bố với báo chí rằng em là người đá anh ra khỏi cuộc đời của em. Được, anh đồng ý. Nhưng em cần phải đảm bảo rằng không được giở trò với Sở Tranh. Anh nghĩ là Sở Tranh cô ta có thể có được vai diễn trong phim điện ảnh của An Lý sao? Cô ta dù sao cũng chỉ là một diễn viên không có tên tuổi mà thôi, cho dù không phải là em. Các diễn viên khác trên thế giới đều xứng hơn cô ta. Tôi không đồng ý Sở Tranh là diễn viên chính. Anh là cái thá gì mà có ý kiến về quyết định của đạo diễn chứ? Tôi là tổng giám chế. Được rồi. Tôi thấy một bộ phim mang tầm cỡ quốc tế như vậy, việc cho một diễn viên không có tên tuổi làm nữ chính, tôi thấy quá là mạo hiểm. Tôi không đồng ý. Đúng vậy đó đạo diễn, làm phim thì cũng là vì kiếm tiền. Chỉ có mỗi kỹ năng diễn xuất tốt thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Hơn nữa, một diễn viên không có tên tuổi, liệu nam chính có chịu đóng cặp cùng không? Hơn nữa ai chịu đầu tư vào dự án này chứ? Cô ấy là người mới. Mọi người cứ từ từ tạo cơ hội cho cô ấy, cho cô ấy chút thời gian. Mọi người nghe tôi nói. Tuy là ở ngoài kia có nhiều diễn viên khác tốt hơn tôi, nhưng tôi tin là tôi đặc biệt, tôi có thể làm được. Hãy tin tưởng vào tôi. Hay là chúng ta đổi sang diễn viên khác có năng lượng hơn đi. Vấn đề bây giờ là việc ký hợp đồng. Nếu như không làm được, thì trọng trách này ai gánh? Năm nay, nhà đầu tư phim đúng là khó kiếm thật. Hai người này là... Vị này là Giang Tống Giang Trác, giám đốc của tập đoàn Giang Thị. Chào Giang Tổng, đã nghe danh từ lâu. Vị này chắc là không cần phải giới thiệu. Đương nhiên là vậy rồi. Không biết Giang Tổng và Mộ Dã đến đây có việc gì? Chúng tôi đến theo lời mời của đạo diễn An Lý đến để xem kế hoạch phim điện ảnh mới. Hiện tại đang có vấn đề gì? Bây giờ chúng tôi đang tranh luận về vấn đề nữ diễn viên. Nữ diễn viên chính có vấn đề gì sao? Cô ta căn bản là chẳng có tiếng tăm gì. Nếu để cô ta đóng nữ chính lỗ là cái chắc, Giang Thị sẽ đầu tư vào bộ phim này. Nếu lãi thì sẽ chia đều. Còn nếu lỗ, Giang Thị sẽ chịu. Bây giờ vấn đề tiền bạc đã xong, còn vấn đề gì khác nữa không? Giang Tổng, thực ra tên tuổi của Sở Tranh trong giới giải trí này không hot chút nào. Khả năng cũng chẳng có nam chính nào muốn hợp tác cùng đâu. Các người cảm thấy tôi phù hợp không? Nếu không chê thì tôi có thể đảm nhận được. Được chứ, được chứ. Mộ Dã, anh thực sự đồng ý đóng cùng Sở Tranh sao? Tôi lúc nào cũng muốn đóng chung với Sở Tranh hết. Nếu như vậy thì chúc mừng cô Sở, đã trở thành nữ chính trong bộ phim điện ảnh sắp tới của chúng tôi. Được rồi, giải tán đi. Vậy chúng ta tìm thời gian thích hợp để bàn thêm nhé. Cô Sở, không ngờ cô có tiềm lực lớn như vậy. Cô nói sớm cô có hai chỗ dựa vững chắc như vậy, không phải là đỡ phí công sao? Anh nghĩ là tôi không muốn sao? Thật ra thì lúc đầu tôi cũng không biết. Nếu không thì việc gì tôi phải xin xỏ chứ? Tôi nghe nói Mộ Ảnh Đế trước giờ vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo, không ai có thể tiếp cận được. Không biết cô đã làm thế nào vậy? Chuyện này nói ra thì đơn giản thôi. Trước đây tôi có dạy anh ấy diễn xuất. Cô giỏi như vậy sao cô Sở? Vậy tôi đã thất kính với cô rồi. Chuyện này không trách anh được. Ai bảo tôi diễn xuất nằm trong phái thực lực. Nhưng mà gương mặt lại không phải là quá đặc biệt đâu. Vậy Giang Tổng với cô là thế nào? Anh ta sao? Quan hệ của hai chúng tôi phức tạp lắm. Một hai câu không kể hết được đâu. Nói xấu gì tôi đó. Hiện tại tôi đang là cận vệ của Sở Tiểu Thư, trợ cấp tiền cho cô ấy. Chính là công việc của tôi hiện tại. Cô Sở, đoàn phim của chúng tôi có cô, đúng là điều may mắn. Hai người cứ nói chuyện tiếp. Tôi có việc phải về đoàn phim bàn bạc chút. Chúng tôi sẽ bàn thêm về chuyện tăng đãi ngộ cho nữ chính. Đây chính là cảm giác được cưng chiều sao? Bất ngờ không? Ai nói chứ? Dù sao bổn cô nương năm 2023 cũng là diễn viên được nhiều khán giả quan tâm, diễn xuất lại rất tốt, đương nhiên đãi ngộ phải xứng tầm rồi. Ở trước mặt của anh, em đâu cần phải diễn nữa. Thực ra em cũng hơi căng thẳng áp lực. Anh đã hủy hôn với Dịch Bạch Chỉ rồi, chỉ là chưa công bố chuyện này ra mà thôi. Thật sao? Câu chuyện này có khiến em giảm bớt căng thẳng không? Thực ra, tuy là vẫn chưa công bố chuyện này ra, nhưng anh muốn em biết rằng sau này em gặp phải bất cứ khó khăn gì, anh đều sẽ ở bên cạnh của em. Đi thôi. Sắp gặp gỡ báo chí rồi, em cần phải đi ăn mặc trang điểm lại rồi.
Tiếp theo chúng tôi xin long trọng giới thiệu nữ chính trong bộ phim của chúng tôi. Cô ấy là một diễn viên mới nhưng rất có tiềm năng. Sở Tranh. Vậy xin hỏi đạo diễn An Lý, tại sao ông lại lựa chọn một nữ diễn viên mới như vậy làm nữ chính trong bộ phim này? Bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô ấy rất tốt. Mộ Dã, với danh hiệu ảnh đế của mình hiện tại, tại sao anh lại đồng ý một diễn viên mới như vậy để hợp tác cùng? Tôi và cô Sở đã từng diễn với nhau một bộ phim trước đây. Khi mà tôi diễn cùng với cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy có rất nhiều năng lượng. Bộ phim trước không phải là anh diễn cùng với Dịch Bạch Chỉ hay sao? Sở Tranh có phải là cô gái diễn trong đoạn phim được lên hot search tìm kiếm? Là cô gái diễn viên đóng thế? Đúng, chính là tôi. Cô Sở, cô từ một diễn viên đóng thế cho người khác, dựa vào năng lực của mình trở thành nữ chính trong một bộ phim. Cô có muốn chia sẻ điều gì không? Hiện tại không có. Không có sao? Đúng vậy, bởi vì bây giờ bất luận tôi có nói gì đi nữa, mọi người chắc chắn đều sẽ không tin, và cũng cảm thấy tôi không phù hợp. Vậy chi bằng nói thì mình làm đi. Tôi xin tự mình giới thiệu một lần. Tôi không phải là diễn viên đóng thế cho bất kỳ ai cả. Tôi tên là Sở Tranh. Hiện tại mọi người không biết đến tôi cũng không sao cả. Đợi khi bộ phim này được chiếu, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai. Cô Sở, tôi còn một câu hỏi nữa. Với chuyện cô từ một diễn viên đóng thế có được vai chính, Dịch Bạch Chỉ nghĩ gì về chuyện này? Câu hỏi này hỏi chính người cần hỏi có phải hợp lý hơn không? Cô Dịch, sao cô lại đến buổi họp báo ngày hôm nay vậy? Bộ phim này mời diễn viên đóng thế, đương nhiên thì cũng cần phải mời diễn viên đóng chính đến rồi. Đoàn phim cảm thấy tôi có hào quang, thế là mời tôi đến đây. Không phải là anh đâu. Tôi xin lỗi, nhưng mà Dịch Bạch Chỉ cô ấy nhét cho tôi rất là nhiều tiền. Hơn nữa hai người có rất nhiều điểm tương đồng, nhìn từ nhan sắc hay vóc dáng đều rất tương đồng. Điều này đối với đoàn phim chỉ có lợi chứ không có hại, vì tỷ suất bán vé của phim. Tôi nhịn vậy, cô Dịch. Về vấn đề diễn viên đóng thế của cô trở thành nữ chính, cô vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Tôi đương nhiên là cảm thấy vui cho cô ấy rồi, hy vọng có ngày cô ấy có thể so được với tôi. So với cô Chi bằng tôi đi ngược lại còn hơn. Chúng ta có cần chụp chung với nhau một tấm ảnh không? Đúng là không thể ngờ. Cô vì muốn hủy hoại sự nghiệp của tôi, cái gì cũng có thể làm ra được. Tôi thực sự rất thích bộ phim này. Tôi là Dịch Bạch Chỉ. Cô là Thế Thân. Tôi cũng rất thích cách phân vai của bộ phim này. Cô là vai phụ, còn tôi là vai chính. Sao chỉ có hai chúng ta chụp vậy? Anh Mộ Anh cũng lên chụp cùng đi. Nam chính và nữ chính chụp cùng với nhau. Mọi người nhìn kìa, hai người họ không phải là đang hôn nhau sao? Lẽ nào hai người họ đang hẹn hò với nhau? Mau mau chụp lại làm tư liệu. Thì ra hai người đang hẹn hò với nhau. Dịch Bạch Chỉ, cô đúng là bất chấp mọi thủ đoạn mà. Em cũng là muốn tốt cho Sở Tranh mà thôi. Nếu muốn nổi tiếng hơn thì cứ việc nói thẳng. Nếu như em thực sự muốn nổi, thì em đã đem chuyện hủy hôn của chúng ta công khai ra rồi. Còn em công khai chuyện của Mộ Dã và Sở Tranh, thì cũng chỉ là muốn tốt cho cô ấy thôi. Bọn họ chỉ là diễn, không phải là thật. Cũng chưa biết được đâu. Theo lý thì đâu phải chỉ là đóng cùng cảnh tình cảm với nhau. Biết đâu được Sở Tranh đó vì muốn tăng độ hot, mà bám lấy ảnh đế Mộ Dã, như vậy cô ấy không phải sẽ hot hơn sao? Sở Tranh cô ấy sẽ không làm vậy. Cho dù cô ấy có đồng ý đi nữa, Mộ Dã cũng sẽ không bám lấy cô ấy. Em cá là cô ta sẽ đồng ý như vậy. Còn về nguyên nhân, sao anh không đi nghe ngóng ở phòng công quan bên cạnh? Bức ảnh hai người hôn nhau, đó là cảnh phim sao? Không phải, vậy hai người thật sự là đang hẹn hò sao? Bất luận là có hẹn hò hay là không, nhưng theo góc độ của khán giả, hai người khi họp báo công bố điều này ra, sẽ làm cho bộ phim của chúng ta sẽ càng hot hơn nữa. Điều này cũng có lợi cho Sở Tranh. Vậy Mộ Dã của chúng tôi được gì chứ? Mọi người thôi đi. Hay là không cần phải công khai chuyện này đâu. Làm vậy fan của Mộ Dã cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng mà tôi thấy vui. Dù cho là chuyện công khai couple hay là không, tôi đều đồng ý. Em suy nghĩ thêm đi. Bởi vì anh thực sự thích em. Mọi người vất vả rồi. Hẹn ngày mai gặp lại.
Chào buổi sáng. Bây giờ là buổi tối. Là một người đàn ông thì không nên ép con gái, mà nên chuyển chủ đề khác để người ta không cảm thấy ngại. Vậy anh chuyển chủ đề khác. Hôm qua khi mà anh tỏ tình với em xong, em ngủ có ngon không? Anh đừng có nói nữa. Hôm qua em chẳng ngủ được phút nào cả. Em sợ là bị fan của anh đến đánh em. Em có muốn từ chối đi nữa, em cũng vẫn sợ bị đánh. Có mối quan hệ với đỉnh lưu đúng là sợ hãi thật. Anh nói xem em phải làm thế nào với fan của anh đây. Anh biết chuyện này cũng là đả kích lớn với em, nhưng mà anh không vội với chuyện này. Em cứ suy nghĩ thêm đi. Nghĩ kỹ rồi thì nói cho anh. Mà có thời hạn đấy nhé. Nếu như có thời hạn thì em muốn nó là 10.000 năm. Ngắn hơn chút đi. Đợi đến khi phim quay xong nhé. Anh muốn ngắn lại thì cũng đành chịu thôi, bởi vì em cũng đâu muốn làm lỡ thanh xuân của người khác. Đúng rồi, làm xong chuyện rồi thì em đi thăm mẹ của mình đi. Anh đi cùng em. Giang Trác anh ta không đến đây đâu. Ai nói em đang tìm anh ấy chứ? Sao anh lại ở đây vậy? Anh đang đợi em, có chuyện gì vậy? Hay là mẹ của em bị làm sao rồi? Không phải, bác sĩ nói đã tìm được tim thích hợp thay cho mẹ của em rồi. Sẽ sớm có thể tiến hành phẫu thuật. Thật sao? Tốt quá rồi. Mấy ngày nay anh bận rộn như vậy là vì chuyện này sao? Bác sĩ, mẹ của tôi sao rồi? Chúc mừng tất cả mọi người, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Cảm ơn bác sĩ, lát nữa có thể vào thăm được rồi. Anh thông minh thật đấy, biết được mối lo lắng quan tâm nhất của Sở Tranh. Có được sự ủng hộ của mẹ, cô ấy sẽ càng yêu anh hơn. Còn tôi thì sẽ không. Anh cứ tin như vậy đi. Còn tôi thì không nghĩ được nhiều như thế. Cảm ơn anh. Em biết cuộc phẫu thuật của mẹ em thành công, đó là nhờ anh đã tìm đến một bác sĩ giỏi. Em có phải đang cảm thấy anh làm những điều như vậy là vì để hơn thua với Mộ Dã không? Em thật sự thích Mộ Dã sao? Anh ấy đối với em rất tốt. Vậy em có thích anh không? Bây giờ em vẫn chưa hiểu được lòng mình. Nhưng mà anh thích em là thật. Dù cho em có thích người khác hay là thích anh đi nữa, cũng không thể ngăn được anh thích em. Anh giúp mẹ của em là bởi vì anh hiểu được lòng mình. Làm tất cả vì người mà mình yêu. Như vậy là anh vui rồi. Anh thực sự đã thay đổi rồi. Anh nhớ là có người từng nói anh không hiểu gì về tình yêu cả. Nhưng bây giờ anh nghĩ anh đã hiểu ra được nhiều điều rồi. Sau này em có thể sống cùng với mẹ của em rồi. Anh cũng cảm thấy vui mừng thay cho em. Cái ôm này không chỉ là sự cảm ơn. Chúng ta có thể hợp tác với nhau. Tôi không có hứng thú muốn hợp tác với một người tâm địa như cô. Làm phiền cô tránh ra. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Sở Tranh và Giang Trác sẽ càng yêu nhau hơn. Anh muốn vậy sao? Vậy kế hoạch của cô là gì? Tôi sẽ kết hôn với Giang Trác. Ngày hôm đó tuy là tôi đã nói với Giang Trác sẽ chọn một ngày nào đó để công bố tin tức hủy hôn này ra ngoài. Đến hôm đó tất cả bạn bè người thân của Giang Trác cũng đều tới. Tôi sẽ thuận thế nói với tất cả mọi người chuyện tôi và anh ấy sẽ kết hôn. Cô nghĩ anh ấy sẽ đồng ý sao? Anh ấy muốn phản đối, nhưng mic của anh ấy sẽ bị tắt đi, muốn nói cũng chẳng nói được. Có thể lúc đó anh ấy không nói được gì, không đồng nghĩa với việc anh ấy mãi mãi không nói được gì. Tôi sẽ sắp xếp nhà báo phóng viên, nhanh chóng tung tin lên các nền tảng mạng. Đợi chuyện diễn ra xong thì ván đã đóng thuyền rồi. Dù cho Sở Tranh có quan hệ gì với Giang Trác đi nữa, thì cũng sẽ bị coi là tiểu tam mà thôi. Dù hai người đó có bên nhau đi nữa, thì cũng chẳng được bền lâu đâu. Và trong thời gian đó, không phải anh sẽ có thêm thời gian để theo đuổi cô ấy sao? Vậy cô muốn tôi làm gì? Một màn kịch hay như vậy, mà không có ai thưởng thức thì hơi tiếc. Hôn lễ của tôi và Giang Trác sẽ được tổ chức ở nhà hàng này. Hôm đó hy vọng là Mộ Ảnh Đế sẽ đến chung vui. Cắt. Hôm nay dừng ở đây. Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn. Sao trông anh lạ thế? Cả hôm nay đi quay chẳng có tinh thần gì cả. Em đang nói khái anh là anh diễn tệ sao? Đâu có đâu, em đang lo cho anh thôi. Có chuyện gì vậy? Hôm nay tâm trạng của anh không tốt, em đi uống với anh vài ly nhé. Được thôi, bia hay rượu gì tùy anh chọn. Vậy chúng ta đến nhà hàng ở gần đây đi.
Trợ lý Vương, anh không muốn đi làm nữa đúng không? Sao lại để người lạ đi vào phòng tùy tiện như vậy? Dù sao cũng là lần cuối thôi. Nghe có vẻ như là sắp có chuyện xảy ra. Cô lại muốn làm gì? Em quyết định rồi. Hôm nay chúng ta sẽ công bố chuyện hủy hôn. Đột ngột như vậy sao? Em vốn định chờ đợi anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà em mệt rồi. Cơn đau này chi bằng chấm dứt luôn cho xong. Sớm chia tay với anh, em sẽ tìm được một người khác. Vậy cô muốn công bố chuyện này như thế nào? Em đã đặt một buổi gặp mặt ở nhà hàng Đế Hào, mời đến vài nhà báo và bạn bè, coi như là buổi họp báo nhỏ luôn. Được vậy thì đi thôi. Đợi đã. Dù sao cũng là lần cuối. Anh đổi sang cái này đi. Chúng ta đã không còn là gì nữa rồi. Mong cô tự trọng. Nè, không phải chúng ta đi uống rượu sao? Tại sao lại đến chỗ trang trọng như vậy làm gì? Vừa mới nhớ ra ở đây có một người bạn sắp tổ chức tiệc. Chúng ta đến góp vui luôn cũng được. Không cần phải bỏ phong bì mà vẫn được ngồi ăn. Như vậy không phải là quá hời rồi sao? Lớn như vậy sao? Ba, mẹ. Chú Dịch, dì Dịch, Lý Dương, Dịch Tử Tô, mọi người đều đến đây sao? Hủy hôn mà cứ làm như kết hôn vậy. Việc gì mà phải mời đầy đủ mọi người như vậy chứ? Bởi vì em hận anh. Em đã nói rồi, em sẽ nói là em đá anh. Mời càng nhiều người đến, anh sẽ càng cảm thấy xấu hổ. Tùy cô thôi, hy vọng đến lúc đó cô sẽ không hối hận. Đó không phải là Giang Trác và Dịch Bạch Chỉ sao? Đúng vậy. Anh cố ý dẫn em đến đây. Anh có muốn giải thích gì với em không? Quan hệ của ba người phức tạp quá, anh muốn em nhìn thấy rõ được. Anh sẽ không hại em đâu, tin anh đi mà. Nhưng anh đã lừa em. Sao em không tức giận cho được? Vậy em sẽ phạt. Tất cả món ăn hôm nay em sẽ ăn hết phần của anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc này. Tôi và Giang Trác có một chuyện quan trọng muốn nói với tất cả mọi người. Chúng tôi quyết định, hôm nay sẽ cử hành. Alo, alo. Dịch Bạch Chỉ, có phải cô nghĩ tôi dễ bị lừa đến vậy phải không? Cô đã tự rơi vào cái hố mà chính tay mình đào rồi. Anh ấy có muốn phản đối, nhưng mic của anh ấy không nói được. Đợi đến khi xong hết, thì ván đã đóng thuyền rồi. Tôi cũng nghĩ rằng Dịch Bạch Chỉ hủy hôn với tôi là có ý đồ. Không ngờ lại thâm độc, nhưng lại ngu ngốc đến vậy. Tôi muốn thắng anh, nhưng tôi muốn quang minh chính đại mà chiến thắng. Cảm ơn nhé. Giờ anh biết chuyện rồi thì tính kế đi. Tôi đi đây. Đợi đã. Ngày mà Dịch Bạch Chỉ hủy hôn, cô ấy sẽ mời rất nhiều vị khách đến. Cô ấy chắc chắn sẽ buông lòng cảnh giác. Chúng ta sẽ thương kế tự kế. Bởi vì tiểu thư Dịch có người khác, cho nên mới vứt bỏ tôi. Hôn ước giữa hai chúng tôi được xóa bỏ. Tôi chúc cho tiểu thư Dịch tìm được mối lương duyên mới, hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ. Không phải như vậy đâu, tôi có thể giải thích. Anh thông đồng với anh ấy à? Ăn dưa hấu không? Đặc sắc, rất đặc sắc. Không phải như vậy đâu, anh đừng chụp. Đừng phí công nữa. Đám phóng viên này đều đích thân tôi chọn đến. Thông báo chúng ta hủy hôn đã được truyền ra ngoài rồi. Đúng rồi, bây giờ cô có thể thanh minh rồi. Cô là muốn giữ lại hôn ước trong đoạn thời gian này, hay là muốn giữ lại thể diện của một minh tinh? Lối giải thoát và quyền lựa chọn đều nằm ở cô. Ở trước mặt nhiều bạn bè thân thiết phóng viên như vậy, tôi còn có thể diện nữa sao? Địa điểm là cô chọn, khách mời cũng là cô mời, cô còn trách tôi, nào? Cầm lấy. Bạch Dịch Chỉ, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên từ hôn vậy? Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. Bạch Chỉ, có phải cháu chịu uất ức gì đúng không? Nói ra chú làm chủ cho cháu. Chú Giang, thật ra chuyện ly hôn này, lỗi sai đều do cháu, là cháu không có tài gì. Để cho trái tim của anh ấy bị người phụ nữ khác cướp đi. Tiểu tử thối, con bé nói thật không? Cũng coi là không sai. Ba, con giới thiệu người con thích một chút. Cô ấy tên là Sở Tranh, chính là ở bên đó. Người đó, người đang ăn dưa đó. Chào mọi người ạ. Mọi người ăn không? Uổng công tôi có cái nhìn tốt về cậu. Cậu vừa mới từ hôn đã dẫn người ta đến đây.
Cậu ức hiếp người quá đáng lắm. Bà đừng tức giận. Giang Trác, mẹ không ngờ tới rằng con là người cả thèm chóng chán. Mẹ rất thất vọng về con. Giang Trác, không phải mẹ của anh qua đời rồi sao? Đây là mẹ kế của anh. Bà ấy quyến rũ ba anh trong lúc ba mẹ anh chưa ly hôn. Dì à, sao dì lại có mặt mũi nói Giang Trác nhà cháu cả thèm chóng chán chứ? Đó đều là con học từ cha đấy. Chú Giang nếu như không làm chuyện đó, ngày hôm nay sao cô có thể đứng ở đây nói chuyện chứ? Tiểu Nha đầu đanh đá chua ngoa nhà cô. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không công nhận cô đâu. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô đừng hòng bước được vào cửa Giang gia chúng tôi. Ba thật sự nghĩ nhiều rồi. Bây giờ con vẫn đang theo đuổi Sở Tranh. Đợi đến lúc cô ấy gật đầu đồng ý, ba mới có thể được uống trà của con dâu. Hơn nữa, bây giờ Khương gia không nghe theo lời con. Tao là ba của mày. Mày còn em trai nữa. Nếu như mày không báo hiếu, tao có thể lấy lại tập đoàn Giang thị bất cứ lúc nào. Buồn cười thật đấy. Nói đến công ty là Giang Trác thừa kế từ tay của ông sao? Lúc đầu là ông lấy tài sản của công ty đi đánh bài, hại công ty đứng ở ranh giới phá sản, là do Giang Trác nỗ lực 3 năm mới mua lại được công ty. Em vẫn nhớ những ngày tháng anh vì công ty mà tăng ca thức xuyên đêm. Em đều nhớ hết. Ngược lại người nhà của anh từ trước đến giờ không biết thương xót anh. Người nhà, trong lòng của anh chỉ có em và mẹ. Cho nên ba à, tốt nhất ba hãy cầu nguyện Sở Tranh thích mọi người đi. Nếu như Sở Tranh công nhận mọi người, vậy con sẽ nuôi dưỡng tuổi già cho hai người. Bằng không, không phải hai người sớm đã có con riêng rồi sao? Hy vọng nó sẽ báo hiếu hai người mãi mãi. Mày, nghịch tử nhà mày. Còn gì dịch nữa? Năm nhà chúng tôi khó khăn, dì là người rút vốn đầu tư đầu tiên, ra sức bảo con gái bà chia tay với tôi ra nước ngoài. Là bà nhỉ, Giang Trác. Bà hãy nhìn tôi trở lại đi. Bà sẽ được thưởng thức cái món trả thù của tôi. Chuyện làm ăn của nhà bà và con gái bà, tôi cũng chả thèm. Giang Trác, nơi này quá nhiều người, đừng làm đến mức khó coi. Hôm nay nếu như mọi người đều đã ở đây, tôi sẽ nói lại một lần cho rõ ràng. Lúc trước là tôi không tốt với Sở Tranh, các người cũng nhìn không vừa mắt cô ấy. Nhưng bây giờ, người mà bám lấy cô ấy là tôi. Nếu như các người muốn nịnh hót tôi, vậy thì đi nịnh hót Sở Tranh đi. Nếu như các người động đến Sở Tranh, vậy các người đừng trách tôi lật mặt nhé. Em còn muốn nói bổ sung gì không? Có. Chú, mỗi năm ngày giỗ của mẹ Giang Trác, Giang Trác đều luôn đợi chờ chú, nhưng chú thì không đến một lần nào. Tôi biết, chú cảm thấy Giang Trác không phải là đứa trẻ ngoan, nhưng chú cũng không xứng đáng để cho anh ấy hiếu thuận với chú. Còn tưởng rằng nay là đính hôn của tiểu tử này nữa. Nói ra cũng đều tại con. Nếu như con không tổ chức tiệc, làm sao có những chuyện khó xem như này? Còn nữa, không có hợp đồng của Giang Trác thì phải làm sao đây? Sao ngay đến một người đàn ông cũng không giữ nổi vậy? Mẹ im đi. Hóa ra những nỗi khổ mà anh chịu đựng, em đều nhớ cho anh. Hóa ra anh cũng nhớ lúc trước em phải chịu tính của anh. Em đã thông suốt rồi. Lúc trước nỗi tủi nhục khi làm vai thế thân, toàn bộ tan biến hết rồi. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ không nhé. Bắt đầu lại từ không. Theo đuổi em, anh đã dùng hết chiêu của anh rồi, như vậy mà vẫn không sao. Nếu như đã khó theo đuổi, thì anh tiếp tục nỗ lực nhé. Vậy Mộ Dã bao nhiêu điểm? Mộ Dã, em quên Mộ Dã ở trong kia rồi, mau đi tìm anh ấy. Đợi đã, tôi sẽ cho các người hối hận cái ngày hôm nay. Không ngờ rằng em vẫn ở bên cạnh anh. Em cũng không ngờ rằng, nhưng em không thể lừa dối trái tim mình. Cắt, cảnh này qua. Cảnh tiếp theo là cảnh của cô. Đúng, cảnh hành động. Quay xong là đóng máy. Mau đi chuẩn bị đi. Đi. Cô Sở, cái hiên này rất cao, cũng rất nguy hiểm. Hay là chúng ta tìm thế thân nhé? Yên tâm đi, tôi cũng từng đóng vai thế thân rồi. Độ cao này không làm khó được tôi. Vậy cô chú ý an toàn nhé. Nghe nói sau khi đóng máy, Sở Tranh sẽ đáp lại lời tỏ tình của anh. Anh cảm thấy cô ấy sẽ trả lời như thế nào? Thời gian này cô ấy liếc mắt đưa tình với anh. Quên tôi cũng có mặt ở đó.
Anh cảm thấy cô ấy sẽ trả lời như thế nào, cho nên anh cũng cảm thấy cô ấy sẽ từ chối anh. Cái từ mà anh dùng quá là sỉ nhục người rồi đấy. Mọi người đều theo đuổi người khác bằng năng lực của mình. Có chơi có chịu, anh thua thì có. Tôi không phục. Cô đến đây làm cái gì? Ở đây không có cảnh của cô. Rốt cuộc chị thích Giang Trác hay là Mộ Dã vậy? Chuyện này liên quan gì đến cô? Đương nhiên có rồi. Tôi hy vọng chị sẽ thích Giang Trác. Sao nào? Cô lại thích Mộ Dã rồi. Chị đoán xem. Cô muốn làm cái gì? Cũng không quá cao. Chị chú ý an toàn nhé. Chả ra làm sao cả. Kiểm tra lại đồ bảo hộ đã. Được rồi, cô Sở đã chuẩn bị xong hết chưa? Được rồi. Hiện trường của chúng ta chuẩn bị im lặng nhé. Tôi hy vọng chị thích Giang Trác. Chỉ vì có như vậy. Nào, diễn viên ok chưa? Ok, được 1, 2, 3, tôi mới có thể đồng thời hại được cả hai người. Giang Trác, Giang Trác, mau gọi xe cấp cứu, mau mau gọi xe cấp cứu. Tốt nhất hai người các người chỉ có một người sống sót. Như vậy người ở lại mới càng đau khổ. Giang Trác, Giang Trác, mau gọi xe cấp cứu. Giang Trác, Giang Trác, não của bệnh nhân xuất huyết máu. Nếu như cục máu đông giảm đi, cậu ấy có thể tỉnh lại. Vậy nếu như không giảm thì sao? Sở Tranh, mẹ bệnh của mẹ vẫn chưa khỏi đâu. Mẹ đến đây làm gì vậy? Mẹ đến thăm Giang Trác. Mẹ quen Giang Trác sao? Đương nhiên rồi. Mẹ và cậu ấy rất thân. Lúc mà con bận rộn đi quay phim, cậu ấy đều đến chơi với mẹ. Dì à, hôm nay Sở Tranh quay một cảnh rất là ngầu. Đợi khi nào dì tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đi xem nhé. Giang Trác đứa trẻ ngoan như này. Giang Trác, mình đến thăm cậu đây. Cậu mau tỉnh lại đi. Nếu như cậu không tỉnh lại, không có ai dẫn chương trình talk show trên Weibo đâu. Talk show gì? Xem ra cô vẫn chưa biết. Người dẫn chương trình talk show trên Weibo của cô là Giang Trác. Cái vấn đề khó khăn này của ngày hôm nay chúng ta bắt buộc phải khắc phục. Vâng thưa sếp. Chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày bỏ phiếu talk show của Sở Tranh. Chúng ta nhất định phải để cho nhân viên kéo cô ấy lên top đầu. Anh ấy vì muốn Weibo của cô lên hot search, còn trở thành người dùng hàng năm. Vậy tôi đi trước đây, cô cũng giữ gìn sức khỏe cho tốt. Anh ta như nào rồi? Rất ổn. Đổ bệnh cái tất cả mọi người đều đến nói chuyện với anh ấy. Mộ Dã, hôm nay tôi phải cho anh câu trả lời của tôi rồi. Tôi muốn nói là cô thích Giang Trác. Mọi người đều biết tôi vẫn luôn không phục. Nhưng hôm qua hai người chúng tôi đứng cạnh nhau, nhưng lại là anh ta chạy lên đỡ cô. Tôi nhận thua. Là tên tiểu tử này thắng. Nể tình nhiều người nói đỡ cho anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ cho anh một cơ hội. Được không? Giang Trác. Em nói phải giữ lời nhé. Sở Tranh diễn hay quá, diễn xuất như này ăn chắc giải nữ hoàng điện ảnh rồi. Em vui không? Em dẫn anh đến một nơi. Đứng trước poster của chính mình.
gió thổi nhẹ nhẹ ăn cánh gà. Như này chính là cuộc sống lý tưởng của em. Cuộc sống lý tưởng có mùi vị như nào? Vị có chút mặn. Có tương ớt không? Vậy em nhận được cái tên nữ hoàng điện ảnh. Cái nước chấm này đã đủ thơm chưa? Tốt quá rồi. Nhưng mà Dịch Bạch Chỉ lại bắt đầu giở trò rồi. Cô ta lại làm sao? Em đừng tức giận. Cô ta thấy vai thế thân không thuận mắt, bắt đầu trở nên hot. Năm đó lúc anh ở bên cạnh cô ta, em là thế thân của cô ấy. Em nói xem, anh có cần xuất hiện để thanh minh không? Em thấy bình luận đều đồng tình với em. Vậy nếu như này có thể bán được bao nhiêu vé xem phim nhỉ? Em vẫn phải cảm ơn cô ta, vì tăng độ hot hơn cho em. Em khá là cởi mở nhỉ? Đương nhiên em không sao rồi. Bởi vì em đã có anh rồi. Anh Giang, có tin tức nói rằng anh và Bạch Dịch Chỉ yêu nhau. Sau khi Bạch Dịch Chỉ bỏ rơi anh đến tìm Sở Tranh để thay thế vị trí. Chuyện này là thật sao? Cô có biết bản thân mình là thế thân không? Đó là Dịch Bạch Chỉ sao? Sao lại đến nữa rồi? Là em gọi cô ta đến. Không chụp ảnh cùng nhau sao? Chị rất mãn nguyện nhỉ. Vốn dĩ cũng ổn. Nhưng mà nếu cô ra ngoài làm tiểu tam, tôi sẽ càng vui hơn. Người như cô vẫn luôn không biết điều. Nếu đã như vậy thì cắt đứt quan hệ giữa hai chúng ta đi. Sắp trao thưởng rồi, chúng ta vào trong trước đi. Lễ trao giải liên hoan phim quốc tế năm 2023 chính thức bắt đầu. Nam chính nữ chính xuất sắc nhất của phim điện ảnh năm 2023 là Sở Tranh. Không ngờ rằng anh là người trao giải cho tôi. Cô thành nữ hoàng điện ảnh rồi. Cảm ơn anh. Đây là cái chuyện mà người thế thân như cô muốn tôi thấy tận mắt sao? Không sao, tôi còn một món quà nhỏ nữa tặng cô Dịch Bạch Chỉ. Cô liên quan đến chuyện chủ ý mưu sát người. Mời cô đi với tôi một chuyến, chủ ý giết người. Chủ ý giết người gì? Chuyện lúc nào vậy? Ai vậy giết ai thế? Nửa năm trước, cô ra tay với tôi, hại cho Giang Trác bị thương phải nhập viện. Tôi còn nhớ mà, không phải tôi. Đừng giả vờ nữa. Tôi đã dùng thời gian nửa năm qua để điều tra chứng cứ rồi. Nửa năm trước chị đã biết rồi. Đến bây giờ chị mới đến bắt tôi. Nửa năm trước cô tham gia vào bộ phim của tôi. Tôi sao có thể để cô trở thành người phạm tội chứ? Bây giờ phim đã thuận lợi phát sóng, tôi cũng nhận được giải thưởng. Đương nhiên là phải nên đi tính sổ với cô. Dù sao sau này cô ở trong đó, tôi ở ngoài này, chúng ta không cần đấu đá lẫn nhau. Đi thôi. Được đấy, tâm tư chu đáo quá. Mọi người đều biết chỉ số IQ của em giá trị cao hơn nhan sắc của em, cho nên em sớm đã biết ai hại anh rồi, còn giấu anh hơn nửa năm nay. Chuyện này anh thất vọng về em quá. Xin lỗi anh, em sẽ bù đắp cho anh. Vậy thì dùng nửa cuộc đời về sau của em bù đắp cho anh đi. Tiểu thư Sở Tranh, em đồng ý gả cho anh không? Làm một người vợ thay thế duy nhất của anh. Em đồng ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
不敢再忘记你。爱情有紫色、红色、蓝色、白色四种颜色，绘画出恋爱中绚烂的世界。